vụ án bưu điện cầu voi có ba cái ghế gây án phát hiện chứng động của bà lê thị nga chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội có lẽ hầu hết các bạn sẽ không bao giờ để ý đến cái ghế chúng ta ngồi nó cùng có số dĩ nhiên không phải là loại ghế nào cùng có tem có số vụ án này hung khí đã được xác định là dao thớt và ghế từ năm 2015 trở về trước, người ta chỉ biết có dao và thớt đi mua ngoài chợ, cho đến năm 2015, khi bà Nguyễn Thị Nga lúc đó là phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội vào cuộc, người ta mới phát hiện chuyện đồng trời, cái ghế đầy dấu tay, dấu chân, cả máu nửa đã bị đánh tráo. Cho đến giờ không có tài liệu nào nói cái ghế tang vật biến mất đi đâu, cũng không có tài liệu nào nói cho biết cái ghế tang vật giả dạ do đâu mà có. Tuy nhiên tôi thấy cái ghế được hung thủ lấy từ bàn đọc báo của bưu điện. Mỗi bên có 3 hoặc 4 cái ghế. Sau khi cái ghế tang vật bị phi tang thì cái ghế khác cùng ở bàn đọc báo được đưa vào để tráo. Trong hồ sơ vụ án không hề nói đến việc cái ghế là hung khí được lấy lại như thế nào. Còn thực nghiệm hiện trường thì cái ghế tự nhiên có sẵn ở bếp và hại cứ thế mà diện. Trong 17 thẩm phán biểu quyết vẫn còn có một người trăn trở với cánh tay dơ lên của mình. Tôi cảm ơn những đóng góp thầm lặng của vì ấy. Nhờ tấm ảnh mới nhất này, giờ mới thấy ghế tại hiện trường có mã số HP M2447052 là đồ thật. Ghế khác trong biên bản khám nghiệm có mã số HP N2447052 và khác luôn cái ghế được tạm giữ sau đó 2 tháng có mã số HP M244705. Quyết định giám đốc thẩm chỉ phản ánh việc ghi sai mã số nhưng không phản ánh đây là hai chiếc ghế khác nhau, ghi sai mã số có thể là sơ xuất, những kích thước ghế khác nhau cho thấy ở đây là hai cái ghế khác nhau là sai bản chất. Bản thân hai mã số mà tòa nhận định là ghi sai cũng kháng so với hai mã số trong bài báo cáo của Ủy ban thẩm tra, thật là bó tay với hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. Trong 17 cánh tay dơ lên, trong 17 cánh tay của hội đồng thẩm phán dơ lên, trong đó có một cánh tay ngập ngừng, như có tranh trở Chính vì thế nó cho ta thêm một chút hy vọng trong hệ thống này chỉ có lỗi ở cái đường ray dần xuống hố. Chứ toa tàu chúng ta không tệ như vậy. Hay nói một cách khác, nếu bỏ cái đường ray này đi thay bằng đường ray xa lộ tự do dân chủ thì các toa tàu đó sẽ dần đầu cùng dân tộc tiến lên về phía trước. Đây là một điều quan trọng, nó cho thấy tương lai tốc độ phát triển của đất nước. Khi đất nước Việt Nam này có tự do dân chủ, một đại biểu quốc hội Nga đầy tận tùy một viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đầy trách nhiệm. Để ta tin trong 17 vị thẩm phán tối cao, trong đó sẽ có nhiều người trăn trở trước khi hành động với loạt bằng chứng mới. Đất nước đang cần các vị những con người có trách nhiệm, ngành tư pháp cũng đang cần các vị sửa sai, sửa chữa lại những sai lầm ô uế và Đảng Cộng sản quang vinh bốn lần cũng đang cần các vị để nó sống vai trò một thời gian lịch sử rồi tự lui chứ không phải đi như một tên trộm chó bị nhân dân bắt lại. Hy vọng trước những bằng chứng mới, trước sự vô thường mà họ nhìn thấy, những người có tuổi hơn họ ít nhất đã ra đi, và nhất là trước vận hồi cho nước Việt Nam, khi kẻ thù xâm lược tàu cộng bị thế giới bùa vây, họ hãy nghỉ lại và hãy thực hiện thiên chức thẩm phán của họ. Phim tới hồi gây cấn rồi, càng hy vọng, càng theo dõi, càng gây cấn, mong công lý được thực thi. Nhưng bức ảnh rùng rợn nửa đêm, cứ đến nửa đêm thì lại có một bạn đọc dấu mặt gửi đến cho chúng tôi những bức ảnh hoặc chi tiết có thể chưa từng được công bố trong vụ án bưu điện cổ voi với hai hình ảnh chúng tôi muốn đặt câu hỏi một là dấu vân tay trên bồn rửa mặt là của ai nếu không phải là của hung thủ hai là đã giết người cướp của tại sao lại bỏ qua cái kết sắt có sẵn chùm chìa khóa xin cảm ơn người dấu mặt đã cung cấp những hình ảnh quá rùng rợn về hiện trường càng nhìn thi thể của các nạn nhân chúng tôi càng mong mọi công lý sẽ đến dù vụ án đã xảy ra hơn 12 năm. Hồ Duy Hải và trò chơi công đường Phần 1 khởi động vào buổi sáng ngày 14 tháng 1 năm 2008, anh Phùng Phùng Hiếu, nhân viên bưu điện huyện Thủ Thừa, đến bưu điện Cầu Voi thuộc ấp 5 xã Nhị Thành để, để đưa thư báo nhìn thấy ở trước cổng vận đóng im lìm, nghi là có chuyện bất thường. Anh Hiếu trèo qua tường rào, đi vào phía sau. Khi mở cánh cửa, anh Hiếu phát hiện sự hại hùng Hai nhân viên bưu điện, cầu voi là Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân đã chết. Hai thi thể nằm trên vùng máu, gần chân cầu thang của tòa nhà. Trên cơ sở tin báo về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan điều tra công an tỉnh Long An tổ chức tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi theo chức năng của họ nhằm phục vụ cho truy lùng hung thủ giết hại hai cô gái số số đó. Hiện trường vụ án nằm trong tòa nhà một trệt, một lầu tòa lạc trên phần đất có hàng rào phía dưới sân gạch phía trên gắn song sắt nhọn bao bọc xung quanh, cửa chính quay về phía đông giáp quốc lộ 1A, nhìn từ trong ra ngoài, phía bên tay trái hướng bắc giáp với đường hẻm, đi vào trường tiểu học Bình Bác, phía bên phải hướng nam giáp với đất trống. Kết cấu phần từng trệt của tòa nhà có làm 3 khu vực, phía trước là khu kinh doanh, bề ngang 8,2 m, bề dài 5,2 m, kế đến là một vách ngăn bằng cửa nhôm 2,4 m x 2,4 m. Đi vào phía bên trong, khu này được thiết kế làm nơi tiếp khách, phòng ngủ. Tổng diện tích khu này là 4,6 x 5,6 m. Phía trong nửa là khu bếp và cầu thang. Hông bên trái tòa có cánh cửa thông với nhà vệ sinh, phòng chứa máy phát điện, bồn nước và sân trống phía ngoài. Theo biên bản khám nghiệm hiện trường, lúc 8 giờ 10 phút ngày 14 tháng 1 năm 2008 ghi nhận được, cửa chính tòa nhà có hai lớp, cửa ngoài là cửa cuốn, trong tình trạng khép, không khóa cửa lùa ở trong không khóa, từ ngoài vào, khu vực phòng kinh doanh có quầy giao dịch ở giữa, bàn để uống nước, vật dụng bên phải, ba buồng điện thoại bên trái, kế đến là kệ sách. Đồ đạc trong khu vực này còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xê xịch. Giữa khu kinh doanh và khu phía trong có cửa đi xuống, luôn mở ở phía dưới, gần đó có một xe máy, cách cửa 0,75cm, có vài tóc sợi rơi xuống nền nhà. Tại khu vực phía bên trong Bên trái có kê một bộ salon gồm một cái bàn gỗ mặt kính, kích thước 1 x 0,5 x 0,5m. Trên bàn có hai bịch trái cây, một ly nước thủy tinh, một cuốn báo cụ đất mùi cuối tuần số 363 ngày 13 tháng 9 năm 2007. Trên mặt bàn và dưới đất có nhiều mạnh mút xốp đã được cắt vụn. Dưới gầm bàn có đôi dép nửa cụ, quanh khu bàn có kê một ghế salon, nệm mút màu xanh, kích thước 1,75 nhân 0,75 nhân 0,4 m. Quay ra phía trước, trên ghế có cuốn báo Đất Mùi cuối tuần số 367, ngày 11 tháng 10 năm 2007 và một con gấu bông. Bên trái sát tường, theo thứ tự từ cửa dựa vào, có kê một két sắt đà cụ không còn sử dụng, hai ghế nệm mút, một két sắt điện hiệu Hòa Phát, kích thước 0,4 x 0,42 nhân 0,6 m. Con chùm chìa khóa đang ghim trên ổ khóa cánh tủ các đồ đạc trong tù không xáo trộn. Về hướng cầu thang, có một đôi dép nữ. Phía trong sau ghế salon, có ba cái tù dài hành ngang, tạo thành vách ngăn, buồng ngủ phía trong. Các tù này không có dấu hiệu bị cậy, đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn. Cửa vào buồng rộng 0,55m, được ngăn bởi một cái tủ, có gắn một kính, trên kính có dấu vân tay, cách mặt đất 0,67m. Trong buồng ngủ có kê một cái giường gỗ xếp, bên trên trải nệm mút ga trải giường có dấu hiệu nhăn nhún không phẳng có một số gối mềm bên ngoài lối vào buồng có một giọt máu vào phía bên trong khu vực phòng khách có cửa ngăn kích thước 2,2 x 0,48 m đi xuống khu vực bếp và lối cầu thang lên lầu chứa máy móc thiết bị khung cửa sắt lên lầu vẫn còn tình trạng vẫn trong tình trạng khóa không có dấu vết cậy khu vực này có kích thước 3,45 x 2,1 m tại đây có xác hai nạn nhân Chị Hồng nằm ngựa, quay đầu về hướng tây bắc, mặc bộ đồ thun màu hồng nhạt, áo ngắn tay bị cuốn lên, lộ áo ngực và hai đầu vú. Hai tay co lên vai, chân phải co, chân trái dạng ra, trên phía đầu có một bộ phận chụp tròn bếp dầu, có một cái thớt gỗ, không phải chạm vào bếp dầu, Đuôi gần sát bàn bếp, chị vẫn nằm ngựa, mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần dài màu xám, đầu quay về hướng nam, hai chân duỗi thẳng về hướng bắc đầu nằm lên đùi trái của chị Hồng, chân trái gác lên ghế inox, hiệu hòa phát mã số HPN2447052, nệm mút màu xanh, kích thước 0,37 x 0,37 m, trên nềm ghế có việt máu và dấu dép dính khô cơm, chân phải hơi co, bàn chân gần sát trụ tay cầm cầu thang, khu vực hai nạn nhân nằm có nhiều vết máu chưa khô, trên bàn bếp có ly, tô, dĩa đã qua sử dụng chưa rửa. Một phần ngoài trục tròn của bếp dầu có một cái thau nhựa màu đỏ đựng tô, chén, rìa và một phần và vài đồ dùng nấu ăn. Khu vực cầu thang và bếp có một cái thau, có một cái cửa ra ngoài nhà vệ sinh, hai lớp. Bên trong là cửa xếp, bên ngoài là cửa kính nhôm, kích thước 2,2 x 1,2 mét. Ngay tại lối ra vào có nhiều giọt máu, bên ngoài hiên nhà cũng có nhiều giọt máu. Nhà vệ sinh kích thước 2,5 x 1,55 mét, cửa mở trong và quay về hướng bắc. Trên nền nhà vệ sinh có một giọt máu, trên lavabo có một dấu vân tay và một vết máu. Nhạt màu đã khô, kiểm tra vòi không có nước chảy, sau cùng là phòng máy phát điện, cửa vân khóa. Kết thúc quá trình khám nghiệm hiện trường, hội đồng khám nghiệm ghi nhận có thu giữ được một số đường vân tay, một số tóc trong lọn rác bồn rửa mặt và một đôi dép xốp màu trắng. Quá trình khám nghiệm và kết luận giám định về nguyên nhân cái chết của hai nạn nhân. Chị Nguyễn Thị Ánh Hồng bị dập da đầu vùng đỉnh 0,6 x 0,5 cm, tù máu thái dương đỉnh trái 10 x 0,8 cm, đỉnh phải 4,5 x 0,3 cm, tù máu vùng trán 6 x 4 cm, vùng lông mày trái rách sắc gọn 0,3 x 0,1 cm, cành lông mày trái 2,5 x 0,5 cm, cành khóe mắt trái bị rách da 1,5 x 0,5 cm, mắt trái sưng nề, cuồng thâm, môi dập, dưới cằm trái có vết rách da, sắc gọn, 2,5 x 0,1 cm, cổ có vết rách sắc gọn, hở há miệng 0,5 cm, dài 0,9 cm, hướng cắt từ trái sang phải, làm đất sâu đến xương cổ và hầu hết các cơ quan vùng cổ có ít dịch trong âm đạo, chỉ nguyện thị thu vân, không rách da đầu, tù máu ở đỉnh đầu. 0,6 x 0,3 cm, cổ có vết rách sắc ngọn, hở há miệng 0,5 cm, dài 0,9 cm. Hướng cắt từ phải sang trái làm đất sâu đến xương cổ và hầu hết các cơ quan vùng cổ. Nếu căn cứ theo biên bản khám nghiệm hiện trường, từ thi như vậy thì chúng ta rất khó để đưa ra nhận định cơ quan điều tra tỉnh Long An đã làm việc một cách nghiêm túc hay chưa. Cũng may là còn có những người còn lương tri đã kịp thời tuần những hình ảnh chết người trong các hình ảnh nặng ký đó gồm cánh cổng rào vẫn còn khóa, điều này là chắc chắn. Vì sáng hôm sau, anh Phùng Phùng Hiếu phải trèo hàng rào vào trong sân bưu điện, anh cái thớt trên đầu nạn nhân hồng, anh cái ghế xếp có vết máu, cơm khô và dấu dép trên nệm ghế mà nạn nhân Vân nằm gác chân lên, còn nguyên vẹn và dưới đó có một tờ báo thể thao ngày 9 tháng 1 năm 2008 mà ai đó đã lật tới trang 03, đỉnh cao và vực sâu, cho thấy quá trình khám nghiệm và thu giữ vật chứng có vấn đề. Và với cái khu vực bếp bé tí mà nói không thấy con dao nào ở đó là rất khó chấp nhận. Như đã nói rõ, nguyên tắc khám nghiệm hiện trường và thu giữ toàn diện các vật chứng là đặc biệt quan trọng trong các án mạng giết người, làm tốt công tác, sẽ giúp tìm ra hung thủ thực sự, xử lý đúng người đúng tội. Tại hiện trường rõ 10-10, những vật chứng như cái ghế, cái thớt, tờ báo và tôi cho rằng có cả con dao mà cơ quan điều tra không thu giữ đúng theo yêu cầu bắt buộc và cơ bản của nghiệp vụ điều tra tội phạm là có mờ ám. Khi mô tả trong biên bản khám nghiệm, chỉ mô tả cái thớt và cái ghế đối với tờ báo và con dao thì không ghi nhận vào biên bản cho thấy đã có hành vi làm sai lịch nghiêm trọng trong công tác khám nghiệm hiện trường vụ án xảy ra tại Bưu điện Cò Voi. Tôi cho rằng sự sai lệch này không phải do yếu kém nghiệp vụ, mà là sự cố ý. Lý giải về sự cố ý làm sai lệch này, tôi nghĩ chỉ có hai cách. Hoặc là có sự can thiệp để làm sai ngay từ đầu, hoặc là ban đầu làm đúng, sau đó có sự can thiệp, nên đã làm thay đổi biên bản khám nghiệm ban đầu bằng biên bản khác. Cho dù thời điểm làm sai lệch kết quả điều tra ban đầu là lúc nào đi nữa, thì nó cũng khởi nguồn làm phát sinh một trò chơi rất tàn nhẫn mà tôi gọi là trò chơi công đường. Trương Nguyễn Hòa Bình, trời sinh một cặp. Ngày mùng 7 tháng 5 là ngày thứ hai của phiên tòa giám đốc thẩm vụ án oan sai Hồ Duy Hải. Tham gia điều hợp phiên tòa này vẫn là tranh án tối ca Nguyễn Hòa Bình. Ngày hôm qua, Bình đã dùng quyền lực của mình để đội luật sư Trần Hồng Phong. Người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Hồ Duy Hải ra khỏi tòa vì lý do hết phận sự. Đây có lẽ là vụ án mà tốn nhiều nhân mạng và giấy mực nhất của nền tư pháp xã hội chủ nghĩa. Những người liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải ít nhất có 4 người tử vong. Báo chí thì nhắc lui nhắc tới suốt 12 năm nay và chưa biết bao giờ dừng. Hồ Duy Hải với những gì thể hiện các tình tiết trong vụ án, các cáo buộc đưa ra phía cơ quan tố tụng, các bằng chứng của luật sư, gia đình đưa ra đều chứng minh Hồ Duy Hải không liên can tới vụ án cầu voi. Hay nói một cách khách quan, khi không đủ bằng chứng chứng minh Cô Duy Hại có tội thì lẽ đơn giản là phải trắng án cho Hại. Vì nguyên tắc suy đoán vô tội được luật định rất rõ ràng, nếu cứ nhập nhằng mơ ám không có gì sáng tỏ thì đây chắc chắn là vụ án oan sai. Thế nhưng vụ án này cứ kéo dài 12 năm trong và hôm nay chính hai người từng cướp từ mạng sống của Hại lại đem vụ án này ra xem xét lại vì có nhiều dấu hiệu sai phạm trong thủ tục tiến hành tố tụng đó là Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Nguyễn Hòa Bình, trắng án tuổi cao. Trương Hòa Bình được cho là một nhân vật xé vào tứ trụ, tức Thủ tướng trong đại hội tới, và Nguyễn Hòa Bình xé vào Bộ Chính trị để sự chức trưởng ban nội chính. Người ta chẳng ngại đặt câu hỏi giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải chẳng phải là nước cử cuối để luận tội Trương Nguyễn Hòa Bình hay sao? Vì thời Trương Hòa Bình làm chạy án tuổi cao chính y tuyên án tự hình hồ suy hại và cùng lúc đó nguyễn hòa bình là viện trưởng viện kiểm sát tối cao cũng khước từ mạng sống của hại cả hai cũng là xuất thân tướng công an cũng xuất thân là người cầm càn cân công lý mà ăn chơi mà ăn chơi để đổ tội oan cho một người thấp của bé họng trong xã hội giám đốc thầm vụ án này chắc chắn chẳng phải công lý đang tọa sáng trên bầu trời việt nam hay chẳng phải do vua lý thái tông vô hồ độ tri Trường Nguyễn Hòa Bình đúng không sinh cùng ngày, nhưng liệu có chăn vịt cùng ngày hay không? Một thời gian sau sẽ rõ, chúng ta cứ thẳng thắn với nhau rằng, nếu không đầu đá nội bộ, nhằm trên hạ uy tín địa tranh ghế trước đại hội 13, thì liệu hại có mạnh may một cơ hội sống sót tới ngày nay, chắc chắn là không rồi. Ít nhiều sự nghiệp chính trị của hai vị này có lẽ báo hiệu sự lùi tan, Điều này là điều quá bình thường ở một chế độ độc tài đảng trị. Khi họ nắm quyền điều tra, họ nắm quyền công tố và nắm luôn cả quyền xét xử, thì công lý chẳng hơn một diễn viên hai. Hồ Duy Hải phải trắng án, dù là động cơ chính trị gì đi chăng nữa, đó là sự thấp hèn, đê tiện, lương tâm tối thiểu của một con người không cho phép điều đó. Còn không với 12 năm giam cầm cùng chân, sức khỏe tương lai của một con người như Hải bị đánh mất, thì tội của hai tay này phải xứng đáng đem lên giá cho cụ. Giám đốc thẩm oan án Hồ Duy Hải, tranh án Nguyễn Hòa Bình có dám lật kèo tổ trụ. Tranh án Nguyễn Hòa Bình sẽ phải chủ tọa giám đốc thẩm bản án mà phiên trưởng Nguyễn Hòa Bình từng ký quyết định không kháng nghị. Tranh án sẽ tự phá mô mình, vì án hay giám lật kèo trái lệnh tổ trụ. Oan án kéo dài 13 năm, đơn kêu oan chết chồng nghị sĩ Mỹ, EU, các tổ chức nhân quyền thế giới nhiều lần lên tiếng vì Ban Tư pháp Quốc hội giám sát, kiến nghị nhưng Tòa và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khăng khăng không kiến nghị. Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra văn bản lập tức gió đuổi chiều, tranh án Nguyễn Hòa Bình sẽ phải chủ tọa giám đốc thẩm bản án mà viện trưởng Nguyễn Hòa Bình từng ký quyết định không kháng nghị. Tranh án sẽ tự vào một mình, hủy án hay dám lật kèo trái lệnh tổng trụ. Theo thông tin của Tòa án Nhân dân tối cao, phiên sự giám đốc thẩm kỳ án Hồ Duy Hải sẽ bắt đầu từ ngày 6 tháng 5 và kéo dài 3 ngày do ông Nguyễn Hòa Bình, tranh án Tòa án Nhân dân tối cao làm chủ tọa. Ngoài các ủy viên của Hội đồng Thẩm phán, Tòa án Nhân dân tối cao và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao và đại diện các cơ quan tố tụng của tỉnh Long An, Tòa còn mời luật sư Trần Hồng Phong, người hỗ trợ pháp lý kêu an cho Hồ Duy Hải trong suốt 10 năm qua có vi phạm tố tụng nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án. Theo yêu cầu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Đoàn Giám sát Liên ngành Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao và Bộ Công an đã giám sát vụ án này. Tháng 3 năm 2015, đoàn kết luận cho rằng việc kết án tử hình đối với Hồ Duy Hải về các tội danh trên là có căn cứ pháp luật, quá trình điều tra còn có một số vi phạm, thiếu sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án. Song song đó, Ủy thường vụ Quốc hội cũng có chương trình giám sát về tình hình on sai trong việc áp dụng pháp luật hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật. Trong đó có vụ án Hồ Suy Hại, báo cáo kết quả giám sát ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban Tư pháp cho thấy việc giải quyết vụ án này có nhiều thiếu sót, vi phạm như quá trình khám nghiệm hiện trường không chú ý xem xét để thu giữ những đồ vật liên quan đến dấu vết trên cơ thể nạn nhân như cái thớt chiếc ghế inox con dao nên sau này bị can khai ra đó là hung khí vụ án thì cái thớt con dao đã bị thất lạc không tìm lại được chiếc ghế thu giữ sau này được cho là vật chứng không đúng với chiếc ghế phản ánh trong phiên bản khám nghiệm và bản ảnh hiện trường kiểm tra việc sử dụng thời gian của hải vào ngày xảy ra vụ án thiếu chính xác chưa chặt chẽ một số biên bản ghi lời khai họ cung bị tẩy xóa sửa chữa nhưng không có chữ ký xác nhận của người khai động cơ mục đích giết người nêu trong kết luận của các cơ quan tố tụng chưa phù hợp với diễn biến vụ án đây là những thiếu sót vi phạm dẫn đến nghi ngờ về tính khách quan của kết quả điều tra trừ tố xét xử như nghe trên diễn đàn quốc hội tranh án tòa án nhân dân tối cao trương hòa bình viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao nguyễn hòa bình và thứ trưởng bộ công an lê quý vương vẫn giữ lập trường quá trình điều tra còn có một số vi phạm thiếu sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án và án tự tiếp tục treo lơ lửng trên đầu hồ sĩ hại theo pháp chế thì tố tụng hình sự là khuôn thuốc không thể sai lệch bà lê thị nga phó chủ nhiệm ủy ban tư pháp thời đó đã nhấn mạnh tại quốc hội chỉ cần sai một điểm phải hủy án bản án này sai hàng chục điểm nhưng phát biểu này bị chìm trong im lặng cần lưu ý thời điểm này sắp diễn ra đại hội 12 của đảng Trung Hòa Bình có cơ cấu vào Bộ Chính trị, Nguyễn Hòa Bình có cơ cấu vào Ủy viên Trung ương. Hồ Duy Hải phải chết để bản án thành tích các quan chức này sạch đẹp. Hồ Duy Hải và hai ông tướng công an Phiên tòa xét xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải vào ngày 6 tháng 5 năm 2020, hy vọng lần này công lý sẽ được thực thi. Suốt hơn 10 năm qua, Hồ Duy Hải mang án tử hình, thấp thẩm lo âu chờ thi hành án có liên quan đến hai ông tướng công an mặc dù tên gọi là công an nhân dân nhưng công an lại ưu tiên bảo vệ đảng nên mới có khẩu hiệu công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình nếu như bác sĩ nhìn ai cũng thấy bệnh nhìn đâu cũng thấy vi trùng thì công an nhìn đâu cũng thấy tội phạm khi lên đến tướng thì tư duy quan điểm nhận thức công an càng sâu sắc Mặc dù hai ông tướng này đều làm đại biểu quốc hội, tức là đại biểu của nhân dân, nhưng lại không bảo vệ người dân. Mặc dù chuyển sang ngạch nhân sự nhưng bản chất cũng còn rất giống công an. Chỉ cần có nghi vấn thì cho là tội phạm, phải bị trừng phạt thích đáng, xem tính mạng dân thấp như cọ đác. Trung tướng Trương Hòa Bình Sinh ngày 13 tháng 4 năm 1955, quê tại Phước Vĩnh Đông, Cần Suộc, tỉnh Long An, hiện nay là phó thủ tướng thường trực của chính phủ, Ông bắt đầu công tác tại phòng an ninh nội bộ BA17, Công an thành phố Hồ Chí Minh năm 1985, giữ chức phó phòng, làm việc trong ngành công an. Năm 2006, làm Thứ trưởng Bộ Công an, năm 2007, được thăng quân hàm trung tướng. Ngày 25 tháng 7 năm 2007, ông Trương Hòa Bình được bầu giữ chức trần án Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam, Quốc hội Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2007-2011. Mặc dù là đại biểu quốc hội tranh án tòa án nhân dân tối cao, ông Trương Hòa Bình vẫn theo quan điểm của công an là Hồ Duy Hải phải chết, đã hai lần đề nghị bác đơn xin ân giá. Lần thứ nhất ngày 24 tháng 5 năm 2011, tranh án tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình có quyết định không kháng nghị và có tự trình đề nghị Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của Hồ Duy Hải. Lần thứ hai, ngày sáng ngày 13 tháng 3 năm 2015, Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13, khi bị ông Đỗ Văn Đường, đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, chất vấn về vụ án Hồ Suy Hại, trang án Tòa án Nhân dân tối cao trong hòa bình đã cho rằng không có căn cứ kháng nghị vụ án Hồ Suy Hại. Ông còn cho biết Hồ Suy Hại từng có đơn xin được thi hành án tự hình sớm. Thiếu tướng Nguyễn Hòa Bình, sinh ngày 24 tháng 5 năm 1958, quê quản ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 1980 1987 đội trưởng văn phòng công an huyện Tam Kỳ phó văn phòng tổng hợp phó phòng nghiên cứu khoa học công an tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng tham gia công an đến năm 2008 ông là thiếu tướng ủy viên thường vụ đảng ủy tổng cục cảnh sát phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sau đó làm phó bí thư bí thư tỉnh ủy quảng ngãi Ngày 26 tháng 7 năm 2011, Quốc hội khóa 13 bầu ông giữ chức vụ viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Ngày 8 tháng 4 năm 2016, kỳ họp thứ 11, bầu ông giữ chức vụ tranh án Tòa án Nhân dân tối cao cho đến nay. Ngày 24 tháng 10 năm 2011, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình ban hành quyết định không kháng nghị vụ án Hồ Duy Hại do không có tình tiết mới, Hai ông tướng xuất phát nghề nghiệp từ công an nên đồng quan điểm với cơ quan điều tra của công an là đương nhiên đó là khẳng định Hồ suy Hải có tội. Nhưng hai ông tướng này vẫn mang tư tưởng công an khi nắm quyền tư pháp tối cao, quyền trưởng tối cao, tranh án tối cao, lẽ ra xem xét vụ án nhân văn hơn dưới góc độ suy đoán vô tội thì đằng này vẫn khẳng định Hồ suy Hải có tội và phải chết. Thậm chí với vai trò đại biểu quốc hội trong khi dư luận đã trị ra rất nhiều nghi vấn liên quan tới vụ án Hồ Duy Hải. Nhưng hai ông tướng vẫn cho rằng Hồ Duy Hải có tội và không được sống. Khi tướng công an nằm thêm quyền tư pháp, lập pháp tính mạng con người quá mong manh, dường như các ông cựu tướng công an reset tư duy theo đúng chức năng, nhiệm vụ hiện tại thì quyền sống của người dân sẽ được tôn trọng hơn. Đồng ý là hai ông tướng đều là ủy viên trung ương đảng, cần lòng gương cho công an phải bảo vệ đảng, nhưng không phải lúc nào cũng tha giết nhầm còn hơn bỏ sót như tới xa cũ. May mắn là ngày 4 tháng 12 năm 2014, trước ngày quyết định thi hành án tử hình Hồ Duy Hải, Chủ tịch nước Trương tấn Sang yêu cầu tạm dừng thi hành án. Đi đến hôm nay, Hồ Duy Hải còn có cơ hội làm người sự giám đốc thẩm. Mong muốn của chúng tôi, nếu Hồ Duy Hải có tội thì xử đúng tội, còn không có tội thì sớm trả lại quyền công dân cho anh ta, đồng thời phải truy tìm kẻ đã gây ra tội ác và phải truy cứu những người đã tạo ra on-site.